Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức Showbiz 8790. Quý vị và các bạn thân mến, tài nguyên phim ảnh của Vương Nhất Bác gần đây rất hoàn hảo. Hiện tại anh ấy đang tham gia bộ phim mới và thời tiết khá thuận lợi. Ngoài ra bộ phim Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác cũng đang được tổng duyệt, chỉnh sửa lại lần cuối trước khi lên lịch phát sóng. Bộ phim điện ảnh Vô Danh cũng đang trong quá trình hoàn thiện khâu biên tập và sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn có một bộ phim đã được ngâm dầm khá lâu. Bạn có biết đó là bộ phim nào không? Bộ phim này đang được đóng băng là bởi vì lệnh cấm Hoa Hàn vài năm trước do phía Trung Quốc ban hành. Nhưng vào đầu năm 2021, lệnh cấm này đã bị gỡ bỏ. Và gần đây 8790 nhận được tin vui rằng bộ phim Im Lặng Yêu Đi đang được xúc tiến xin giấy phép phát sóng. Bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn, xoay quanh chuyện tình của một chàng ca sĩ Trung Quốc và nữ vũ công Hàn Quốc khi cả hai đều có niềm đam mê bất tận với sân khấu âm nhạc. Im Lặng Yêu Đi là bộ phim điện ảnh tình cảm do Trương Nghệ Hưng và nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn đảm nhận vai chính. Điều đáng chú ý chính là tác phẩm này còn có sự góp mặt của nam minh tinh đang nổi đình nổi đám Vương Nhất Bác, và đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay của anh. Với dàn diễn viên sở hữu giá trị nhan sắc cao và lượng fan hâm mộ đông đảo, bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt lớn trong thời gian sắp tới nếu được phát sóng. Cả Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác đang rất nổi tiếng, và người hâm mộ của Vương Nhất Bác cũng rất mong chờ những bộ phim khi anh ấy mới vào nghề. Hãy cùng chờ đợi chàng trai Vương Nhất Bác trong bộ phim điện ảnh tình cảm hài hước đó nhé. Ngoài ra 8790 còn nhận thêm một tin vui mới. Trang bìa tạp chí GQ tháng 10 năm 2021 của anh ấy đã được bình chọn là trang bìa tạp chí nam hàng đầu năm 2021. Trang bìa này của Vương Nhất Bác được bình chọn với hệ số 30% bình chọn và 70% giám khảo. Như vậy, Vương Nhất Bác đã được sự công nhận chính thống về thời trang. Biểu cảm của khuôn mặt và ánh mắt của Vương Nhất Bác đã tạo nên chiều sâu cho bức ảnh. Tôi còn nhớ khi Vương Nhất Bác lên bìa tạp chí, nhiều cư dân mạng còn kêu gọi anh ấy chuyển ngay sang nghề người mẫu chuyên nghiệp. Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã rất được yêu mến với hình ảnh trang bìa tạp chí của mình. Chàng trai này ngày càng có nhiều người hâm mộ hơn. Cũng có nhiều người hâm mộ thích Vương Nhất Bác hơn nhờ nét quyến rũ độc đáo của anh ấy. Vương Nhất Bác không bị cố định bởi công việc trong làng giải trí. Anh ấy cũng phát triển sở thích riêng của mình, đó là trượt ván hay mô tô, thậm chí là chơi Lego, đã trở thành một trò lưu trong giới trẻ. Để đạt được thành công ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã phải nỗ lực mỗi ngày. Trên thực tế, trước đây, nhà khoa đã đối xử với Vương Nhất Bác chỉ như một phương án dự phòng mà thôi. Nhiều người có lẽ không biết chuyện về cơ duyên của anh ấy đối với chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Người ban đầu mà nhà khoa liên hệ và gửi đến tham gia chương trình này hoàn toàn không phải là Vương Nhất Bác, mà là một nghệ sĩ khác của công ty. Nhưng sau đó thì nghệ sĩ này không tới được và công ty đã sử dụng Vương Nhất Bác để thay thế. Mặc dù anh ấy không hoạt ngôn, nhưng Vương Nhất Bác đã vượt qua các học viên còn lại để được chọn là người dẫn chương trình cùng với các đàn anh trong chương trình. Dưới vai trò MC, Vương Nhất Bác mặc dù không hay nói, nhưng khi tham gia các lớp học trong chương trình, anh ấy là người năng nổ nhất. Vương Nhất Bác có thể tham gia bất cứ hoạt động nào trên sân khấu của chương trình. Điều này đã chinh phục được khán giả và mang đến cho anh ấy số lượng người hâm mộ cao hơn. Những biểu cảm và hành động của anh ấy trong thời gian còn ở chương trình đã thường xuyên xuất hiện trên tìm kiếm nóng. Phải thừa nhận rằng chính Vương Nhất Bác là người mang lại lượng khán giả cao hơn cho Thiên Thiên Hướng Thượng. Ngày nay sự thành công của Vương Nhất Bác là hoàn toàn xứng đáng. Vương Nhất Bác sinh năm 1997, một chàng trai vào nghề từ rất trẻ. Anh ấy vẫn sẽ bị vu khống và công kích bởi đủ thứ tin đồn, nhưng điều đó không ngăn được ngày càng có nhiều người thích vẻ ngoài thực tế và bộc trực của Vương Nhất Bác. Và những tin tức này đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau.